Kính lạy Chúa là đấng yêu thương, đấng toàn năng của chúng con, là đấng cứu thế của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa mau đến, xin Chúa chấm dứt bể khổ của nhân loại này. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con buổi sáng hôm nay mở Kinh Thánh và chúng con suy gẫm và chúng con biết điều thật, điều giả ở trong ngày cuối cùng. Và chúng con hướng lòng về Chúa để nhìn thấy ngày Chúa tái lâm nhanh chóng. Xin Chúa ở cùng chúng con, ở cùng con trong giờ phút này. Chúng con cầu xin qua danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa bạn chị em, tôi sẽ phải chia làm 3 phần chứ không phải là 1 phần. Bởi vì tôi có rất nhiều điều muốn nói với quý vị mà chúng ta phải đi từng chi tiết. Tôi không muốn vội vàng, tôi không muốn bỏ qua những chi tiết quan trọng. Cho nên xin quý vị vui lòng kiên nhẫn, chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Thời gian gần đây có rất nhiều câu hỏi, thậm chí có những người liên lạc với tôi và hỏi về vấn đề cuộc chiến tranh xảy ra ở tại xứ Israel và viễn cảnh của ngày cuối cùng hay là ngày tận thế sẽ diễn ra như thế nào. Từ khi pháo nổ, bom rơi ở tại cuộc chiến này, có rất nhiều mục sư đã bước lên các bục giảng và đã làm đầy dẫy các bục giảng về những câu chuyện của Israel, những lời dự đoán về tương lai. Mọi tầm mắt của những người tin Chúa hiện bây giờ đang hướng về mảnh đất Israel này. Đất nước Israel này sẽ giữ vai trò như thế nào ở trong thời kỳ cuối cùng? Cuộc chiến này có thể diễn thành một cuộc chiến thế giới thứ ba, chiến tranh thế giới thứ ba hay không? Ai là Antichrist hay là kẻ nghịch lại cùng Đấng Christ? Những quốc gia nào sẽ tham gia vào trận chiến Armageddon ở tại xứ Trung Đông, ở trong ngày cuối cùng mà Kinh Thánh nói tới? Mong ước của tôi buổi sáng hôm nay là cung cấp cho bạn chị em một số cái dữ liệu căn bản để chúng ta hiểu được từ gốc, sau đó chúng ta mới suy ra ngọn. Kính thưa bạn chị em, vào ngày 7 tháng 10, tức là mới gần đây, có một cuộc tấn công đột xuất vào xứ Israel do phiến quân hay là quân đội Hamas, tức là nhóm quân đội đang điều khiển dãy Gaza. Và cuộc chiến này đã nhanh chóng leo thang để trở thành một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu ở trong lịch sử Israel về chiến tranh. 22 chỗ khác nhau ở bên ngoài dãy Gaza, tức là quý vị biết rằng dãy Gaza, một lát tôi sẽ cho quý vị coi bản đồ, nằm ở một mép ở bên này. Chu vi của nó chỉ có 100, có thể là 130 mấy km vuông mà thôi, có nghĩa là dài 25 miles và rộng khoảng chừng 7 miles, có nghĩa là chừng 100 mấy thôi chu vi trong cái diện tích đó. Mà trong dãy Gaza này chứa 2 triệu người sống ở trong đó. Quý vị tưởng tượng như một cái nhà tù di động. Và chuyện gì xảy ra lúc bấy giờ? Khi mà ở bên ngoài xứ Israel có 22 vị trí mà quân đội Gaza ở trong cái mảnh đất nhỏ nhỏ đó, họ tấn công ra bên ngoài bằng nhiều phương cách khác nhau, bằng đường airstrike, tức là tấn công đường hỏa tiễn vân vân, và xe tăng, họ phá vỡ cái hàng rào bảo vệ, họ đi ra bên ngoài, rồi họ đi vào trong thành phố, họ lái xe tăng, họ lái xe thường đi vào trong thành phố, họ vào trong nhà dân và họ thấy ai thì họ bắt giết. Và đây là một cái cơn ác mộng lớn đối với dân Israel. Dân Hamas đã làm những điều rất khủng khiếp đối với dân Israel. Báo cáo cho biết rằng ít nhất là 900 người Israel đã bị giết, và trong số đó có 260 người bị giết trong lúc họ đang ở trong một cái music festival, tức là một cái đại nhạc hội. 260 người đang ở đó để mà xem, thì họ bị tấn công bắn hàng loạt hay là như thế nào đó, và họ chết hàng loạt ở tại đó. Israel cho biết rằng khoảng chừng 100 quân lính, quân đội, officers của Israel đã bị bắt làm tù binh. Trong đó có một số trẻ em, người già và phụ nữ cũng đang bị làm con tin ở trong xứ Hamas. Thưa quý ông bạn, chị em, đây là cuộc chiến khủng khiếp nhất giữa hai quốc gia này từ năm 2000
2006 là lúc lần cuối cùng căng thẳng leo đến đỉnh điểm khi mà một người lính Israel bị bắt giam khoảng 5 năm và bị làm phu tù ở tại đó khoảng 5 năm. Quý vị thấy, cuộc chiến này là cuộc chiến vô tiền khoáng hậu, bởi vì cuộc tấn công này là vô tiền khoáng hậu tại vì lúc bấy giờ, tôi không nên nói là khoáng hậu, có thể là vô tiền thôi. Tại vì lúc từ xưa cho từ khi mà họ tạm ngưng chiến, năm 2006 lúc mà quân Hamas chiếm dãy Gaza và trở thành thủ lĩnh và dùng bom đạn để mà điều khiển nơi này, cho đến ngày hôm nay không có cuộc tấn công nào lớn như vậy. Đây là cuộc chiến trước đây không hề có. Tại sao nó lại như vậy? Quân đội và quân lực của Israel là một trong những quân lực lớn nhất ở trên thế giới này. Vào năm 2022, tổ chức gọi là Global Firepower Index là cái tổ chức để mà đánh giá quân sự của mỗi quốc gia trên thế giới này. Họ đặt quân sự của Israel vào thứ 15. Thứ 15, quý vị biết trên quốc gia này, trên thế giới này bao nhiêu quốc gia hùng mạnh mà quân đội của Israel đứng thứ 15, được trang bị những vũ khí tối tân nhất, hệ thống phòng không vĩ đại. Một cái tên lửa cũng khó lòng lọt qua được cái hệ thống phòng không đó. Mà trước đến giờ, không ai dám đánh cái kiểu như vậy hết. Và thậm chí dân Hamas cũng không có dám đánh nữa. Họ nghĩ họ biết thế mạnh của Israel, biết rằng Hoa Kỳ ở sau lưng Israel, đâu có dám đánh. Mà lần này là đánh không kịp trở tay và hệ thống phòng không cũng thất bại. Cho nên vô tiền là như vậy, trước đây chưa từng xảy ra. Và chính vì nó không từng xảy ra, người ta không chú ý. Sau khi dân Israel bị tổn thương, quý vị nghĩ Israel làm gì? Lập tức khởi sự cái gọi là một cái campaign để mà tấn công trở lại. Và nói về đánh đường không đó, thì Israel không thua Hamas. Cho nên bắn tên lửa ngược lại vào trong xứ Hamas. Chỉ trong vòng một lần đánh, hơn 700 người, trong đó có trẻ em vân vân của dân Hamas bị chết. Quý vị nên nhớ, 130 mấy km vuông, nhỏ lắm, 25 mile bề dài, 7 mile bề ngang, mà 2 triệu người nhét ở trong đó, mà bây giờ bom đi vào thì chuyện gì xảy ra? Cái mức, quý vị, đây là một cái dãy đất nhiều chính sự nhất, nhiều rắc rối nhất từ xưa cho đến nay, nhưng mà đây cũng là dãy mà có mật độ dân số cao nhất ở trên thế giới. 2 triệu người nhét vào trong đó, chưa nói rằng chính phủ Israel không cho người dân ở tại Hamas đi ra khỏi vùng lãnh thổ đó mà không có cho phép của dân Israel. Một lát tôi sẽ nói tới cái quá khứ, nhưng mà đây tôi nói đến hiện tại. Thì khi mà cuộc tấn công đánh qua như vậy, quân Israel sau khi đánh đường không đã kêu gọi 300.000 quân đội, đã xuất 300.000 lính đi ra để đi vào tấn công và đuổi quân Hamas và bắn giết lại ở trong dãy Gaza. Thưa quý ông bạn chị em, khi tôi đưa những hình ảnh này đó, tôi lựa những hình ảnh hiền hòa nhất. Nhưng mà lúc tôi phải đi tìm nó đó, thì tôi phải coi những hình ảnh kinh khủng nhất. Và tôi đã không thể đi qua được lúc soạn bài giảng này mà không rơi nước mắt. Và tôi nghĩ rằng nếu một người nào chỉ cần còn một chút xíu tình thương trong lòng, sẽ không thể nhìn vào viễn cảnh này mà cảm thấy được rằng chiến tranh có một gì tốt đẹp. Thật kinh khủng, thật tàn ác ở trong cả đôi bên. Cái khổ đau nhất không phải là những người cầm đầu hay là những người lãnh đạo. Cái khổ đau nhất là thường dân ở nơi đường phố, là phụ nữ, là người già, là con nít, là những mái ấm bị tan vỡ, là những người không có nhà để về. Là một sắc dân đã từng trải qua chiến tranh giống như chúng ta, không thể cầm lòng được. Chúng ta nói đến lịch sử, tại sao lại xảy ra một cái chiến sự là như thế nào? Nó rắc rối, mỗi lần nghe tới cứ nghe nói dãy Gaza, dãy Gaza, cụ thể là như thế nào? Thưa quý bạn chị em, theo như sử lịch sử và theo như Kinh Thánh Cựu Ước của chúng ta cũng có viết, thì mảnh đất này là mảnh đất ngày xưa khi mà Chúa kêu gọi Abraham. Và Abraham sẽ trở thành tổ phụ của một dân tộc là tuyển dân, là dân Israel. Và Abraham sẽ
dẫn dân sự của mình, sẽ Chúa sẽ cho Abraham và dòng Abraham vào miền đất hứa. Cái miền đất hứa đó là xứ gì bạn chị em? Xứ Canaan. Xứ Canaan đó bây giờ là mảnh đất Israel ngày hôm nay. Khi mà dân sự, Chúa dạy rằng đi vào trong đất hứa phải giết hết những người khổng lồ trong đó, phải giết hết những giống dân ở trong đó, không chừa lại. Quý vị có thể nói rằng tại sao Chúa lại đưa ra những quyết định mạnh như vậy? Thưa bạn chị em, để cứu phần thân thể lành mạnh thì Chúa bắt buộc phải loại bỏ phần hoại tử. Những giống dân này là những giống dân tàn ác đến nỗi đưa con của mình đốt lên trên lò để dâng cho người khác, dâng cho thần của họ. Là những người cuồng tín, là những người không có tình người. Cho nên Chúa nói rằng phải tuyệt diệt, nhưng mà chuyện hết ông này đến ông khác. Người thì giấu lại, giấu đồ lại. Người thì không vâng lời Chúa. Quý vị nhớ không ạ? Cho nên cứ đấu hoài, lẽ ra là ngay ban đầu xong rồi, không có xong. Cứ phải dây dưa, tôi nói bạn cho em nghe kỹ lời tôi. Vâng lời Chúa là phải vâng lời tuyệt đối, vâng lời 99% là chừa 1% để đánh tiếp, phải không? Hội thánh của Chúa, tôi nói đúng không ạ? Vâng lời 99 có nghĩa là chừa 1% để ít bữa đánh tiếp, để nó mọc lại nó đánh mình nữa hay làm gì? Vâng lời Chúa là vâng lời tuyệt đối, thưa quý vị. Và ngày hôm đó, ông Abraham, quý vị còn nhớ chuyện gì xảy ra ông Abraham không? Chúa nói với ông Abraham, ta sẽ ban cho ngươi một đứa con của lời hứa, đúng không mà chị em? Nhưng mà ông Abraham chờ đợi, không thấy đứa con của lời hứa, cho nên bà vợ của ông, bà Sarah mới nói rằng, bây giờ ông đi ngủ với con đòi của tôi. Và ông ngủ với con đòi của tôi, thì theo như văn hóa thời đó, nếu mà cái đứa con của đứa đầy tớ của mình thì coi như là của mình. Cho nên bà nghĩ ra một cách như vậy. Và ông Abraham không kiên nhẫn. Bà đã không kiên nhẫn rồi mà ông Abraham thì ông phải kiên nhẫn hơn bà. Nhưng mà thường thường ấy, chồng ấy, mà nghe vợ rủ rỉ hồi là sụng rồi. Tùy theo người nhưng mà đa số sụng hết trơn trọi. Ông Abraham một cái chuyện lẽ ra ông phải quay lại, ông nói em không được làm như vậy. Bây giờ ông nói ok, go ahead. Cho nên sau khi có con, bà Sarah làm gì? Đuổi hai mẹ con người ta ra khỏi nhà. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 làm sao? Đứa con đó sẽ trở thành một con lừa, căm ghét tổ phụ, căm ghét cha mình, căm ghét anh em mình và sẽ gây rắc rối khó khăn. Tôi xin lỗi bạn chị em, không phải là Sáng Thế Ký đoạn 14 mà là đoạn 16. Nhiều người cho rằng cái đứa con Ismael đó, theo truyền thuyết của họ viết lại đó, đứa con của Ismael là dân. Và một trong những người nổi tiếng nhất mà khẳng định đây không phải chỉ là học thuyết mà ghi xuống sử sách, đó là tiên tri Mohammed. Vào trong kinh Koran viết rõ rằng dòng dõi của Ismael sau này là dân Ả Rập, và ông tự hào là một trong những người dân dòng dõi của Ismael. Quý vị thấy sự thiếu kiên nhẫn, sự không vâng lời Chúa tuyệt đối đó, thoạt nghĩ là giải quyết được vấn đề ngay trước mắt, nhưng mà cái hậu hoạn về sau nó đi đến bao xa thì không ai có thể biết được ngoại trừ Chúa mà thôi. Cho nên khi Chúa biết trước và Chúa nói với mình thì mình làm sao? Phải nghe. Nếu mà mình không muốn đi tới đoạn đó thì cái dãy đất mà từ ngày mà dân Israel vào trong đất hứa, dân Ả Rập rồi dân các dân giống dân Edom, Amon ngày xưa, nó cứ đánh hoài. Đến năm 1000 thì lúc bấy giờ vua Saul là vị vua đầu tiên của dân Israel được lập nên. Vua Saul bắt đầu lấy mảnh đất này và xây một cái đền thờ ở tại đó. Và cái đền thờ, xin lỗi tôi nói lộn, vua Saul làm vua đầu tiên, sau đó đến David, nhưng mà David phạm tội nhiều quá cho nên không được xây đền thờ. Do đó Salomon xây đền thờ đầu tiên cho Đức Chúa Trời bằng gạch, bằng đá, bằng vàng, vân vân, là ở tại Jerusalem, đó là đền thờ đầu tiên. Từ ngày đó thì cái dãy đất đó, cái dãy đất mà màu xanh quý vị thấy là nước của Israel đó, là cái mảnh đất Canaan ngày xưa. Nếu quý vị đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng xứ Egypto là xứ nằm ở phía nam. Cho nên khi xảy ra nạn đói thì đi xuống Egypto là đi xuống, là tại vì nằm phía nam. Bên tay phải
là nước Jordan bây giờ, ở bên trên là Syria. Nhưng mà hồi xưa đó thì miền Bắc là Assyria, miền Nam mới là nước Syria. Người nào mà nghiên cứu kỹ mới biết cái đó. Thì bây giờ cái mảnh đất này sau nhiều năm tháng đã bị thôn tính. Nhưng quý vị thấy rằng dân sự của Chúa từ khi có đền thờ đâu có bao lâu sau là họ phải đi lưu đày qua xứ. Sau khi thấy đền thờ, họ phải qua lưu đày xứ Babylon. Rồi theo bức tượng của Daniel cho chúng ta biết, sau Babylon sẽ tới Ba Tư, rồi sau đó đến Hy Lạp, rồi đến người La Mã cũng lấy mảnh đất đó. Rồi sau người La Mã tới người Ả Rập cũng lấy mảnh đất đó. Sau người Ả Rập là tới người Ai Cập lại lấy ngược lại một lần nữa mảnh đất đó. Rồi đến Fatimid, Sekuk, rồi Crusaders là những cái thập tự chinh ngày xưa, Mamluks, và cuối cùng cái đế chế cuối cùng đó vào thế kỷ khoảng 16-17 là Ottomans. Ottomans là một đế chế bao gồm 32 tỉnh thành đi khắp cõi Trung Đông ngày đó, là đế chế cuối cùng. Nhưng mà thưa ông bạn chị em, năm 1880, lúc bấy giờ vì cớ cái mảnh đất thì nhỏ mà lại cứ bị chiến tranh rồi bị hết cái nước này tới nước kia lấy hoài, cho nên người Do Thái họ tán mát đi khắp nơi và họ đi qua Âu Châu, họ di dân, họ đi tìm cái chỗ khác. Khoảng chừng một thời gian sau, đến năm 1914 là bây giờ gần chúng ta rồi đó, đến thời hiện đại rồi đó, đến khoảng năm 1914 thì người Do Thái trở về sống lại ở trong mảnh đất của họ. Đến năm 1914 thì lúc bấy giờ 75 triệu người Do Thái quay về sống ở trong mảnh đất này. Sau đó là tới sự kiện lớn gì trên thế giới xảy ra không bạn chị em? Chiến tranh thế giới thứ nhất ra lúc bấy giờ Great Britain, tức là nước Anh, mới đem quân và thôn tính và chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ xứ Israel. Great Britain hay là nước Anh lúc bấy giờ mới chia ra thành hai mảnh đất khác nhau. Một mảnh đất là The State of Israel, là dành cho người Do Thái ở. Còn một mảnh đất khác là The Arab State of Palestine, có nghĩa là tiểu bang của người Ả Rập. Còn nguyên một cái dải đất đó thì họ gọi là xứ Palestine. Xứ Palestine là cái nói chung, nhưng mà họ chia làm hai, cho người Do Thái là Israel, cho người Ả Rập là The State of Arab. Quý vị có biết cái mảnh đất này nó cũng có những cái ý nghĩa kinh thánh nữa là chỗ nào? Cái dãy Gaza đó, cái miếng đất nhỏ xíu mà bên bìa màu trắng, quý vị thấy ở đây nè. Nhỏ xíu, ở trên chút xíu dãy Gaza mà tôi nói chỉ có diện tích chút xíu đó. Đây là cái nơi ngày xưa sau khi Samson bị Dalila quyến dụ, và sau đó ông phải đi vào trong cái đền thờ và ông nói với Chúa, một lần này nữa thôi, xin Chúa ban sức mạnh cho ông. Ông giật sập trụ đền thờ, quý vị nhớ không? Và ông chết tại đó, là ngay chỗ dãy Gaza. Đây là một cái mảnh đất mang rất nhiều tính chất lịch sử và máu đã rơi rất nhiều ở trên mảnh đất này, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta cố gắng tìm hiểu xem từ ngày đó chuyện gì xảy ra nữa. Từ khi mà họ chia làm hai cái state như vậy thì lịch sử vẫn chưa dừng lại. Những người Ả Rập mới nói rằng là sự phân chia của nước Anh thật không công bằng. Tại vì về tỷ lệ người dân Ả Rập là nhiều hơn rất nhiều, mà đất thì chia đều giống nhau thì họ không chịu. Cho nên họ tấn công vừa sau năm 1948, khi mà đất nước Israel được thành lập. Ngay vừa sau đó là quân Ả Rập đem quân tấn công và những nước Ả Rập chung quanh tấn công. Thì dân Israel đấu với họ 9 tháng trường để thắng cuộc chiến đó và để giữ được mảnh đất của mình. Và người Ả Rập giữ mảnh đất của người Ả Rập. Khoảng chừng 720.000 người Ả Rập đã bỏ về, rời khỏi cái mảnh đất đó và họ sống ở một cái mảnh đất màu vàng mà quý vị thấy trên màn hình đó, là West Bank. Là một mảnh đất về hướng xa Gaza một chút. Nhưng mà rồi đến 60 năm sau đó họ cứ đấu qua đấu lại, đến năm 1964 thì bây giờ có một liên minh được thành lập gọi là Palestine Liberation Organization, là một cái tổ chức. Họ không chấp nhận sự áp đặt của đế quốc Anh. Họ cũng không chấp nhận là Israel xứng đáng được mảnh đất của Israel. Họ gom những nước lân cận
tổ chức một cái tổ chức chống Israel và họ tiếp tục đánh Israel liên tục. Israel vào năm 1967 nổi tiếng trong lịch sử là cuộc chiến tranh 6 ngày. Trong 6 ngày liên tục, họ đã đấu và họ đã thắng quân đội của Ai Cập, thắng quân đội Syria, thắng quân đội của Jordan và thắng quân đội của Ả Rập, giữ được lãnh thổ của mình. Một đất nước nhỏ xíu như vậy đó ông bạn chị em. Đức Chúa Trời có một lời hứa là dân Israel, nếu quý vị đọc trong sách Phục Truyền đoạn 4, Chúa có ban cho họ một lời hứa. Chúa nói rằng nếu ngươi trung tín đi trong con đường của Chúa, ngươi sẽ là một dân tộc được phước. Ngươi sẽ ở đầu chứ không ở cuối, ở trước chứ không ở sau, quý vị nhớ không? Nhưng mà nếu ngươi thờ lại các hình tượng, học theo sự gớm ghiếc ô uế của những dân tộc khác, thì bây giờ ngươi sẽ bị tản mát khắp nơi trên mặt đất. Mà Chúa nói lời đó vài ngàn năm trước Chúa Giê-xu. Và có ứng nghiệm không thưa bạn chứ? Trong lịch sử không một dân tộc nào mà bị lưu đày tản mát nhiều hơn dân Israel. Nhưng mà Chúa cũng lại nói, ta không để cho dòng dõi của vua David tuyệt diệt. Cho nên dân Israel sau 1.500 năm mất nước, lập nước trở lại. Và rồi cái cuộc chiến nó cứ diễn ra lúc năm 1987, rồi thêm một lần khác khoảng 2000, rồi sau đó 2005 đến 2006, thì quân Hamas là một cái đảng phái ở trong xứ của người Ả Rập, ở trong xứ Gaza, họ đã được thắng bầu cử và họ đã lên làm lãnh đạo, và họ lãnh đạo bằng vũ khí, bằng sức mạnh, không phải bởi chính trị. Họ nói rằng chờ đợi nền văn minh để giải quyết rất là lâu, và thế giới chẳng lúc nào cũng phe phái và nghĩ cho quyền lợi của mình tự cầm vũ khí lên để mình chống trả. Cho nên năm 2006 quân đội Hamas được thành lập, và từ ngày đó đến bây giờ tổ chức Liên Hiệp Quốc, dân Israel và Hoa Kỳ gọi tổ chức Hamas là quân khủng bố. Nhưng mà người ở trong xứ Palestine, tức là cái nguyên cái màu xanh hết á, những người trong những quốc gia này đó, thì họ không phải người nào cũng ghét Hamas. Tại vì kẻ thù của kẻ thù là ăn lập. Cho nên họ, nhiều người lén ủng hộ cho quân Hamas, và họ coi rằng Hamas là hữu hiệu trong cái việc chống đối Israel. Hôm rồi trong cuộc chiến tranh này, quân đội Israel có một cuộc họp và đã nói rằng Iran là nước đứng đằng sau để mà cái cuộc tấn công của Hamas. Họ nói rằng Hamas 2 triệu người bị nhốt trong dãy Gaza đó, Gaza như đó người, làm sao dám đánh Israel nếu mà không có nước đứng đằng sau. Họ nói như vậy, nhưng mà Iran phủ nhận. Iran nói chúng tôi không liên quan gì hết, cái này là tự Hamas. Và cái cuộc chiến này nó cứ quay vòng, nó cứ rắc rối, nó cứ mãi mãi từ đời của tổ phụ Abraham cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Đôi khi có một quyết định mà đi càng xa mới càng thấy cái sai của nó, đúng không thưa bạn chứ? Bây giờ tôi nói tới cái lịch sử sơ sơ, bạn chị em hiểu rồi đó. Nó có quá khứ, cho nên hai cái nhóm dân này mãi mãi sẽ đánh nhau. Hiện bây giờ trong giờ phút này không biết sẽ như thế nào, không biết là cuối cùng sẽ giải quyết, hòa bình sẽ đến bằng cách nào cho những dân tộc này. Tôi sẽ nói đến lý do tại sao cơ đốc nhân trên thế giới trong giờ phút này mọi mắt đều hướng về Israel. Họ đang mong đợi điều gì, họ đang chờ đợi điều gì, và tại sao họ cảm thấy rất là quan trọng để chú ý vào Israel trong giờ phút này. Câu trả lời nằm ở trong một chữ của thần học mà thôi. Một chữ một thôi. Ở trong tiếng Việt gọi là 7 giai đoạn thiên định phân kỳ. Hay là có một cái tên gọi khác là giai đoạn thần thị thuyết. Ở trong tiếng Anh là dispensationalism. Điều này có nghĩa là gì? Trước tiên ông bạn chị em phải hiểu những người tin Chúa ở trong giới tin Chúa, họ, những người theo học thuyết này, họ tin cái gì? Dispensationalism. 7 giai thiên định phân kỳ. Đây là một cái học thuyết ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 20. Một học giả tên là John Nelson Darby là người đã khởi xướng tư tưởng này. Và tư tưởng này đã lan truyền rộng rãi ở trong giới những người tin Chúa. Hơn 200, cho đến ngày hôm nay, hơn 200 học viện thần học trên thế giới đang dạy
hệ thống thần học này. Đây là một cái tư tưởng thấm sâu vào trong máu huyết của Cơ Đốc giáo Hoa Kỳ, American Christianity. Học thuyết này dạy điều gì? Thưa bạn chị em, học thuyết này dạy rằng những cái lời giao ước của Đức Chúa Trời đó không phải là một giao ước liên mạch, mà là một giao ước chia làm 7 giai đoạn. 7 stages. Khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham rằng dòng dõi của ông sẽ nhiều như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển, các bạn chị em nhớ không? Thì không phải là lời giao ước này chỉ kéo, giống như chúng ta tin là kéo dài, rồi đến thời Tân Ước thì chuyển qua con cháu của Abraham. Galati đoạn 3 câu 7, sứ đồ Phao-lô nói rằng người nào tin Đức Chúa Giê-xu là con cháu của Abraham. Cho nên cái lời hứa này là cái covenant, cái giao ước này là giao ước, một giao ước kéo dài đến khi Chúa trở lại. Họ tin rằng cái giao ước này được chia làm 7 giai đoạn. Và trong 7 giai đoạn này là 7 giai đoạn nghĩa đen. Họ tin rằng trước khi kỳ đại nạn lớn xảy ra ở trên thế giới này, sẽ có một cái sự rapture, có nghĩa là Chúa sẽ cất hội thánh của Chúa, cất những người tin Chúa thật lên trời, cất đi một cách bí mật. Cho nên họ dạy rằng khi Chúa tái lâm, Chúa sẽ tái lâm ẩn nhiên. Ẩn nhiên có nghĩa là sao? Có nghĩa là không ai thấy được hết. Rồi sau đó Chúa mới tái lâm hiển nhiên sau 7 năm, 7 năm nghĩa đen, 360 ngày một năm. Đầu tiên Chúa tới, Chúa cất hội thánh Chúa đi, và sẽ có 7 năm những chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra trên mặt đất này. Rồi sau 7 năm đó Chúa trở lại một lần nữa, hiển nhiên. 7 giai đoạn đó là gì? Tôi xin đi ngang, đi qua ngắn gọn với các bạn xem. Giai đoạn đầu tiên á, là giai đoạn innocent hay là vị. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn vô tội, là giai đoạn từ Sáng Thế Ký đoạn 3, là con người bắt đầu rơi từ lúc không có tội để rơi vào trong có tội, là giai đoạn 1. Giai đoạn thứ 2 là giai đoạn của lương tâm, là từ khi sa ngã của Sáng Thế Ký đoạn 3 cho đến cơn nước lụt của Noe. Giai đoạn thứ 4 là lúc con người lập lên sự cai trị của chính mình từ tháp Ba Bên cho đến khi đòi vua Saul. Giai đoạn thứ 4 là giai đoạn của lời hứa, là lúc Chúa kêu gọi Abraham cho đến đời của Môi-se. Giai đoạn thứ 5 là giai đoạn của luật pháp, là lúc cai trị bằng luật pháp cho đến khi Đức Thánh Linh giáng xuống tại ngũ tuần, lễ ngũ tuần. Giai đoạn thứ 6 là thời kỳ ân điển, là từ lễ ngũ tuần cho đến khi Chúa cất hội thánh Chúa lên trời. Như vậy theo như giáo lý đó, chúng ta đang sống trong thời kỳ gì? Thời kỳ gì bạn chị em? Thời kỳ ân điển. Chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển. Và giai đoạn cuối cùng bắt đầu từ khi Chúa gọi là Chúa đến, là Chúa sẽ cai trị cùng những người tin Chúa trên mặt đất này, chứ không phải trên thiên đàng, 1000 năm. Là 7 giai đoạn. Sau đó mọi sự sẽ trở lại bình thường. Đó là niềm tin của họ. Nếu bạn chị em muốn nghiên cứu thêm đó, thì ông bạn chị em thấy cái cách mà sách Daniel đoạn 2 cho chúng ta biết về bức tượng của Nabucodonosor và các đế chế đó, thì quý vị thấy nó sẽ có một điều nó tương đối là hơi nghịch lý, là cái đoạn chân nó bị bẻ ngang vậy nè. Đúng lý ra sau khi chúng ta học về giáo lý tiên tri, chúng ta hiểu là cái bụng xuống tới cái chân bằng sắt á, là nguyên cái chân nó phải đi song song, đi thẳng xuống. Nhưng mà theo giáo lý này là cái giai đoạn mà hội thánh là nó cắt ngang, quý vị thấy không có cái gì hết. Rồi sau đó nó mới, cái phần đuôi cuối cùng của cái bức tượng đó, nó mới trở lại lúc mà có rapture, rồi mới bắt đầu trở lại phần cuối. Tức là cái giai đoạn hội thánh trên đất này là giai đoạn trống, không có nằm ở trong cái lời tiên tri đó. Nếu mà ông bạn chị em để ý thì cái đây á, ở trong Daniel đoạn 9 dạy cái gì, chúng ta mở ra ông bạn chị em Daniel đoạn 9. Tôi sẽ đi tới cái cách giải nghĩa mà chúng ta tin, nhưng mà bây giờ tôi nói cái cách giải nghĩa mà học thuyết này tin về Daniel đoạn 9. Câu 24 đến câu 27. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và sức dầu cho đấng rất thánh. Quý vị theo dõi không? Sức dầu cho đấng rất thánh. Tức là sẽ có 70 tuần lễ được ban cho lời tiên tri, 70 tuần lễ. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi đưa ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Nói một cách khác, trong Kinh Thánh, nếu mà chúng ta thấy một năm, một ngày trong Kinh Thánh là một năm ở ngoài đời,
thì chúng ta sẽ thấy rằng từ khi có lệnh mà dân Do Thái được trở về tu bổ thành Jerusalem đó, mà chúng ta đếm 69 tuần lễ, thì phải tới cái thời gian Đức Chúa Giêsu xuất hiện. Và Kinh Thánh gọi Đấng Thánh ở đây là Đức Chúa Giêsu, nhưng mà theo họ thì không phải là Đức Chúa Giêsu. Câu số 25, câu số 26, sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ đến hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng nó sẽ bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng và những sự hoang vu đã định. Tôi nói sơ, chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu đến lúc mà Đức Chúa Giêsu xuất hiện đó là 69 tuần lễ. Đức Chúa Giêsu dành 3 năm rưỡi hầu việc. Đến giữa tuần lễ đó Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, cho nên chấm dứt sự dân của tế lễ. Rồi 3 tuần rưỡi sau, tức là 3 năm rưỡi sau, là ân điển dành cho người Do Thái, chấm dứt Tin Lành bắt đầu đi ra cho người ngoại. Đó là chúng ta tin. Nhưng mà đối với họ đó, là khi sau 69 tuần lễ là lúc Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cởi lừa và được người ta tung hô Hosanna, chứ không phải lúc Đức Chúa Giêsu báp têm. Và họ cho rằng tới 69 ngưng hoài, họ ngưng ở đó, họ không đếm tiếp tục cái tuần lễ cuối. Họ lấy cái tuần lễ cuối này họ quăng vào sau cả ngàn mấy trăm năm, hai ngàn mấy trăm năm, cho đến khi nào Đức Chúa Giêsu tái lâm ẩn nhiên thì mới bắt đầu một tuần lễ cuối. Quý vị theo dõi kịp với tôi không? Are you still with me? Chỉ nếu mà dựa trên lời tiên tri của Daniel đoạn 9 đó, thì đối với niềm tin này, tôi sẽ nói niềm tin chúng ta sau, đối với niềm tin này là hiện bây giờ một ngàn mấy, từ khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, Đức Chúa Giêsu vào thành chứ không phải bị đóng đinh, cho đến bây giờ là không tính ở trong lời tiên tri của Daniel đoạn 9, cũng không tính ở trong Daniel đoạn 2, cho đến khi có sự rapture, tức là sự cất lên của hội thánh, thì cái tuần lễ cuối mới xuất hiện. Trong khi chúng ta giải nghĩa tuần lễ cuối là lúc Đức Chúa Giêsu hành động trên mặt đất. Nhưng mà đối với họ là tuần lễ cuối là khi Chúa cất hội thánh lên, thì cái tuần lễ này mới là tuần lễ quan trọng. Trở lại với tôi, tại sao liên quan gì tới Israel và cuộc chiến ở Israel? Quý vị phải hiểu được cái thứ tự của những điều sẽ diễn ra trong tuần lễ cuối này. Và Chúa sẽ trở lại như thế nào? Thì quý vị sẽ hiểu tại sao họ quan trọng Israel. Theo thứ tự của tuần lễ cuối là như sau. Tuần lễ cuối cùng của lời tiên tri Daniel đoạn 9. Kinh Thánh nói rằng sẽ có một tuần lễ. Đấng Thánh sẽ xuất hiện đầu tuần lễ đó. Ở giữa tuần lễ, Đấng Thánh sẽ cất của lễ đi. Và rồi đến cuối cùng của tuần lễ đó sẽ có dân tới tàn phá thành Jerusalem. Quý vị ít nhất không hiểu phần đầu, hiểu phần này được không? Trong cái tuần lễ cuối đó, Đấng Thánh xuất hiện lúc đầu, ở giữa Đấng Thánh chấm dứt sự dân của lễ, và đến cuối cùng thì sẽ có quân ác tới hủy diệt Israel, hủy diệt Jerusalem. Thì bây giờ họ giải nghĩa như thế này. Đầu tiên, trước khi bước vào một tuần lễ đó, sẽ có sự cất lên của hội thánh. Những người tin Chúa thật sự, những người đã được tái sanh, những người đã được cứu, nhưng không phải những người đi nhà thờ, rất nhiều người đi nhà thờ mà không được cứu, thì những người đó sẽ đột nhiên một ngày nào đó quý vị không thấy họ đâu hết. Và khi mà hội thánh Chúa được cất lên đó, là sẽ bắt đầu 7 năm nghĩa đen của đại nạn. Chuyện gì sẽ xảy ra trên đất? Đức Thánh Linh sẽ bị rút khỏi mặt đất. Chúa cất hội thánh Chúa rồi, Đức Thánh Linh không hành động nữa rồi, rút khỏi mặt đất, rút lên. Khi Đức Thánh Linh rút lên, lúc bấy giờ kẻ nghịch lại Đấng Christ, Antichrist, sẽ xuất hiện ở khởi đầu của tuần lễ cuối đó. Antichrist này xuất hiện là một người nghĩa đen, người thật việc thật. Và Antichrist này sẽ là một quyền lực chính trị. Và con số của kẻ chống lại Đấng Christ này là 666. Và sẽ là một quyền lực giúp đỡ cho Israel. Quyền lực này sẽ bảo vệ Israel. Quyền lực này sẽ khiến cho Israel được đứng vững mạnh. Quyền lực này sẽ hứa với Israel là bắt tay với chúng tôi sẽ cho các anh yên bình, tất cả những nước chung quanh đều im lặng hết, không dám đụng tới các anh nữa. Quyền lực này là ai? Một lát tôi sẽ nói tới. Và họ tin rằng quyền lực của này, kẻ chống lại Đấng Christ sẽ xuất hiện. Sau khi mà quyền lực này giúp cho Israel ổn định, quyền lực này sẽ cho phép Israel xây lại đền thờ. Quý vị nên nhớ đền thờ của Israel đã bị hủy. Đã bị hủy vào năm 70, khi mà người La Mã tới và người La Mã đánh sụp đổ đền thờ của Chúa, đền thờ Chúa của dân Israel. Nhưng mà quyền lực
chống lại Đấng Christ sẽ cho phép Israel tái thành lập cái đền thờ gọi là đền thờ thứ ba. Đền thờ thứ ba, và dân Israel sẽ một lần nữa được dâng của lễ ở nơi đền thờ. Họ đâu có tin Đức Chúa Giêsu. Họ sẽ trở lại cái cảnh đi nhà thờ dẫn theo con chiên y hệt như ngày xưa, dưới sự giúp đỡ của kẻ chống lại Đấng Christ. Đó là đền thờ được xây lại và người ta sẽ thờ phượng theo kiểu của Cựu Ước. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo sau khi đền thờ được xây lại là đến 3 năm rưỡi, kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ trở mặt với dân Israel. Tại vì Kinh Thánh nói là đến giữa tuần thì không còn chi hết, bởi vì đấng đó bị cất đi, bị trừ đi, của lễ bị trừ đi. Cho nên là họ, kẻ chống lại Đấng Christ này quay lưng với dân Israel, không cho họ làm đền thờ nữa. Lúc bấy giờ là sự ô uế xảy ra cho nơi thánh. Họ giải nghĩa như vậy, the abomination of desolation, sự ô uế xảy ra trong nơi thánh. Thì khi chuyện đó xảy ra, dân Israel bất mãn với lại quyền lực đó. Nhưng mà quyền lực đó không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế giới này, cho nên sẽ gom những quốc gia khác trở lại thành một liên minh về chính trị và quân sự rất là mạnh. Chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là sự tấn công dân Israel, bởi vì họ không nghe lời nữa. Họ không chịu đầu hàng cái quyền lực này nữa, cho nên phải tấn công họ. Vào năm 1970, một quyển sách nổi tiếng nhất ở trên Hoa Kỳ đứng đầu cả một thập kỷ, đó là quyển sách The Late Great Planet Earth, có nghĩa là thế giới về sau, Lai Thế Học. Lúc bấy giờ bán hơn 18 triệu bản copy. Nên nhớ rằng lúc này không có internet, cho nên hoặc là internet rất không phổ biến, cho nên người ta đọc sách và nền văn hóa của Hoa Kỳ được lan truyền khắp nơi. Tất cả những bài nhạc thánh ca quý vị nghe trong bài Blessed Assurance có cái câu Vision of Rapture now burst on my sight, quý vị nhớ không? Tức là cái viễn cảnh được cất lên đó, rồi bao nhiêu cuốn phim về Rapture, Left Behind, tất cả những tư tưởng này phổ biến khắp nơi trong xứ Hoa Kỳ. Chuyện gì xảy ra nữa? 20 triệu dân Hoa Kỳ mỗi tuần lễ coi cái show nói về The Lindsay. Lindsay là ông tác, Ho Lindsay là tác giả của cái chủ thuyết mà đẩy nổi tiếng khắp thế giới này. Và 20 triệu người xem mỗi tuần lễ để coi những gì diễn biến ra. Quý vị nên nhớ trong giai đoạn này là chiến tranh rất là nhiều trên thế giới. Người ta nghĩ rằng thời kỳ cuối cùng đến rồi, mọi người đều đổ ra để xem. Những cái auditorium, những cái sân vận động lớn đầy dãy người, và những giảng sư la thật lớn và nói rằng Chúa chuẩn bị cất hội thánh Chúa lên. Anh em coi chừng bị bỏ lại, left behind. Các giảng sư lên TV, những giáo sư về tiên tri giảng khắp mỗi ngày. Cho nên nước Mỹ đã trở thành một nước đa số đều tin vào giáo lý 7 giai đoạn của lời giao ước này. Vậy thì chuyện xảy ra tiếp theo là gì? Sau khi mà kẻ chống lại Đấng Christ quay lưng lại với Israel là 3 năm rưỡi rồi, Israel đòi đánh, thì kẻ chống lại Đấng Christ bắt đầu đem những quốc gia chung quanh vô. Thì quyển sách đó giải nghĩa như thế này. Nếu quý vị biết trong Ezechiel nói về dân Gog và dân Magog đó, và nếu mà quý vị đọc trong lời tiên tri nói về vua phương Bắc và vua phương Nam, thì những chuyện xảy ra là nước Nga và nước Trung Quốc sẽ tham gia cuộc chiến này. Cộng theo những nước ở tại Middle East sẽ ủng hộ Israel, là những nước lân cận trong cái khu Trung Đông đó sẽ ủng hộ Israel. Nhưng mà những nước khác sẽ ủng hộ thế lực của kẻ chống lại Đấng Christ. Nga, Trung Quốc, vân vân, sau khi các quốc gia này kết đồng minh, thì lúc bấy giờ cuộc chiến vĩ đại nhất, lớn nhất sẽ diễn ra ở tại một cái đỉnh núi, dịch ra tiếng Anh là Armageddon, tức là một cuộc chiến diễn ra ở tại cái đỉnh núi nằm ở hướng bắc của cái mảnh đất Israel đó. Các quốc gia sẽ tham chiến. Lúc bấy giờ vua của miền Nam là nước Ai Cập sẽ tấn công vào Israel. Nước Nga và những đồng minh của nước Nga lại là vua phương Bắc sẽ đấu ngược lại, đuổi những dân Ả Rập kết hiệp với Ai Cập này ra. Lúc bấy giờ nước Nga sẽ bị một kẻ chống lại, tức là Trung Quốc sẽ đứng dậy. Và Trung Quốc sẽ kết hợp với lại kẻ chống lại Đấng Christ diệt nước Nga. Sau khi diệt nước Nga thì bây giờ chỉ còn hai quyền lực ở trên thế giới là quyền lực La Mã, tức là kẻ chống lại Đấng Christ, và quyền lực của Trung Quốc.
vì chuyện xảy ra quá khủng khiếp trên thế giới, dân Israel thấy quá hãi hùng và thấy những lời tiên tri diễn ra thật là đúng. Tất cả dân Israel đều quay về tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Và khi họ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, từ ở trong số họ sẽ ra 144.000 người. 144.000 người này sẽ trở thành những truyền đạo, những giáo sĩ rao giảng khắp nơi về Đức Chúa Giêsu. Và khi thế giới nhìn thấy sự rao giảng của họ, thì nhiều người sẽ quay về tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và khi mà cuộc chiến tấn công khủng khiếp của những thế lực mà chống lại Đấng Christ cùng với một cái thế lực cũng không có Chúa đó quá mãnh liệt như vậy, Đức Chúa Giêsu sẽ xuất hiện cùng với hội thánh của được cất lên giáng xuống, và cuộc chiến này sẽ bị chấm dứt, và Chúa sẽ cai trị trên mặt đất này cùng với dân Israel được cứu, và những người tin Chúa được cứu đã được cất lên hợp lại làm một, thành một thế giới mới. Chúng ta thấy viễn cảnh này có giống y hệt như những cuốn phim về apocalyptic, những cuốn phim về ngày tận thế không? Chúng ta coi phim ngày tận thế đều dựa trên cốt truyện này để mà làm hết, thưa ông bà anh chị em. Quyển sách của Eli, Left Behind, tất cả những cuốn phim về ngày tận thế đều dựa trên viễn cảnh và cốt truyện này để mà làm. Nhưng thưa ông bà anh chị em, có rất nhiều điều lỗi ở trong sự giải nghĩa tiên tri này. Rất nhiều điều. Tôi sẽ nói tới, nhưng mà tôi chỉ nói ngắn gọn một điều thôi. Khi Đức Thánh Linh bị rút ra khỏi mặt đất mà người ta vẫn còn có thể tin Chúa là người ta không hiểu quyền phép của Đức Thánh Linh rồi. Chẳng có ai có thể tin Chúa mà không nhờ Đức Thánh Linh cảm động. Mà Đức Thánh Linh đã bị cất đi khỏi mà trên đây ai tin nổi nữa. Rồi những thế lực này, thế lực kia đánh bằng nghĩa đen, bằng nuclear power, bằng xe tăng. Kinh Thánh không phải là muốn nhấn mạnh những điều này. Bây giờ quý vị hiểu tại sao mà những người tin Chúa trong Hoa Kỳ hiện bây giờ đang rất là sốt sắng, rất là chú ý cuộc chiến Israel không? Bởi vì nếu cuộc chiến này mà lan rộng ra thành một cuộc chiến thế giới thứ ba, thì cái chuyện mà Chúa nhanh chóng rước hội thánh Chúa đi đó, nó càng sớm xảy ra. Có nghĩa là ngày cứu rỗi của họ càng gần. Thưa quý vị, nhưng mà cái viễn cảnh này thật sự khiến cho người ta chỉ có đi theo Chúa bởi sự sợ hãi, hoang mang và bắt đầu dự đoán. Mỗi lần có vaccine ra là người ta nghĩ đây sẽ là dấu con thú 666. Mỗi lần có một thế lực nào mà đứng thống trị trên thế giới, người ta sẽ lấy tên của ông tổng thống, người ta đếm ra số 666. Lúc nào người ta cũng nghĩ về nghĩa đen, lúc nào cũng nghĩ về cõi đời này. Trong khi kẻ chống lại Đấng Christ thật sự phải là một thế lực tôn giáo có chính trị, chứ không phải là một thế lực chính trị. Tôi có kể bạn cho em nghe một thời gian trước về một câu chuyện. Một câu chuyện ở trong một cái quán bar. Một ngày nọ cảnh sát dựng một cái quầy kiểm tra nồng độ cồn ở trước quán bar. Và cảnh sát biết mấy ông này vào đây mà đi ra là chỉ có dính thôi. Đúng không bạn cho em? Cảnh sát chở mấy ông ra bắt đo nồng độ cồn. Thì cái tin tức mà có cảnh sát tới nó được báo vào trong quán bar. Ngay lập tức có một người đàn ông bò ra. Cảnh sát nói anh đi đâu? Nói em vô đây uống vài ly. Sau cảnh sát nói bây giờ thở vô đây. Ông thở vô cái cảnh sát nói ủa cái này sao cái nồng độ bình thường. Bây giờ anh đi thử trên đường thẳng coi. Ông đi không được các bạn chưa? Ông cứ quặt qua quặt lại. Bây giờ thở vô đây coi. Thở vô thì bình thường nhưng mà kêu nói tên thì không biết nói. Giống như người say quắc cần câu cứ đi. Mấy ông cảnh sát rối trí rối não. Họp nhau lại bàn rồi gọi về tổng bộ làm tùm lum hết. Nói bây giờ không biết xử lý ông này làm sao. Sau khoảng chừng 15 phút cảnh sát mới hỏi, tôi hỏi thiệt anh nha, anh có giả bộ say không chứ tôi đo nồng độ thì không có gì hết, mà tại sao anh say quắc cần câu vậy? Ông nói nhỏ, em nói thiệt với mấy anh á, em chỉ là con mồi thôi. Em mất thì giờ mấy anh cho mấy anh bạn em nó chạy cửa sau hết rồi. Bây giờ anh bắt mình em với tụi nó chia tiền phạt với em. Trong khi cả thế giới chú ý vào một mảnh đất và một kẻ chống lại Đấng Christ giả, thì kẻ chống lại Đấng Christ thật đang thực hiện một chương trình nào đó. Dân sự của Chúa chú ý vào cái chuyện chính trị thế giới, trong khi lời của Chúa, điều răn của Chúa thì không chú ý. Đây là một đòn bẩy của ma quỷ. Đúng không thưa bạn chị em? Hiện bây giờ chúng ta phải làm gì?
cầu nguyện. Cầu nguyện cho cả hai bên, không phải một bên. Israel không phải là thánh. Israel là một quốc gia mà Chúa đã lấy, Chúa vẫn ban, còn ban ân điển cho họ. Nhưng mà ân điển không phải chỉ ban duy nhất cho họ nữa, mà cho tất cả những người tin Chúa. Israel không phải là trọng tâm nữa. Trọng tâm bây giờ là kính thánh và đi theo Chúa. Cầu nguyện, cầu nguyện cho cả hai bên. Không phải là cầu nguyện cho những kẻ khủng bố, không phải là cầu nguyện cho những quan quyền. Cầu nguyện cho những người dân trong cả hai sắc tộc này, trong hai nhóm dân này, là những người sống không bằng chết ngày hôm nay. Quý vị, người Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta không phải là người cuồng tín chỉ mong ngày Chúa trở lại. Chúng ta là những người mong ngày Chúa trở lại, mà chúng ta làm cái gì đó có thể trong lúc chúng ta còn ở trên mặt đất, để rao giảng danh Chúa, để cứu người. Chúng ta không phải chỉ ngồi đó mặc kệ nỗi thương đau của nhân loại, và chúng ta chỉ chờ cuộc chiến lớn xảy ra để mình được cứu. Kinh Thánh dạy tất cả mọi người, kể cả con cái Chúa, phải chịu đựng sự bắt bớ của kẻ chống lại Đấng Christ, nhưng mà Chúa sẽ bảo vệ họ. Tôi sẽ nói đến những cái khiếm khuyết của học thuyết này trong tuần sau nữa. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, xin hãy cầu nguyện cho một dải đất 2 triệu người, cho mảnh đất Israel, cho những người chung quanh đó. Hiện bây giờ có một giáo hữu hỏi tôi là chúng ta có thể làm được gì. Kính thưa quý vị, tổ chức nhân đạo của giáo hội chúng ta đang chờ sẵn ở cửa, đang làm tất cả những gì có thể và đang chờ sẵn ở cửa cái giây phút mà chính phủ cho phép các tổ chức nhân đạo bước vào. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm sẽ có mặt để giúp đỡ những người ở đó. Thưa ông bạn chị em, ngày đó đến chúng tôi sẽ thông báo với quý ông bạn chị em. Hãy cố gắng giúp đỡ, hãy cố